Phật dạy về sự nhẫn nhịn. Người xưa thường hay nói, một câu nhịn chính điều lành, hay chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu. Còn trong Phật giáo, chữ nhẫn luôn được nhắc đến như đức tính cao quý nhất. Lời Phật dạy về nhẫn nhịn chính là nhẫn trước sự khinh bỉ, nhục mạ, dù có thế nào cũng giữ cái tâm bình thản, thanh tịnh, không giận tức. Nhẫn nhịn là chấm dứt các tranh cãi vô lý, lấy cái chánh niệm mà thắng tà niệm, lấy tình thương yêu mà cảm hóa sân hận, là dùng trí huệ khiến tất thảy mọi sự ôn hòa. Đức Phật dạy, ta hiểu rõ cái tinh túy của không tranh giành, có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Kinh Phật cũng ghi rằng, thái độ đối nhân xử thế đoan chính, nét mặt kiên định, tinh khiết, phong thái dung mạo tốt đẹp, đây đều là từ trong nhẫn mà đạt được. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ương tác như thị quán. Có nghĩa rằng trong đời sống, chúng ta phải học chữ nhẫn, ấy là một phương pháp tu tập để tạo nên nghiệp lành, vãng sinh, cực lạc. Nhẫn là nhẫn nhục, là nhịn, là chịu đựng phần kém về mình, phần thiệt thòi về mình. Đây là pháp tu của Bồ Tát, bố thí trì giới, mà mục đích là tu và độ chúng sinh, lợi mình, lợi người. Nếu không biết nhẫn thì trong tâm hồn luôn có một ngọn lửa, chờ gió nhẹ thổi tới là bùng cháy. Đức Phật dạy, nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Muốn hòa thuận trên dưới, nhẫn nhịn đứng hàng đầu. Cái gốc trăm nết, nhẫn nhịn là cao. Cha con nhẫn nhịn nhau, vẹn toàn đạo lý. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ. Anh em nhẫn nhịn nhau, trong nhà thường êm ấm. Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chẳng phai mờ. Tự mình nhẫn nhịn trước, ai ai cũng mến yêu. Người mà chưa biết nhẫn, chưa phải là người hay. Nếu chúng ta thực hiện được sự nhẫn, thì bản thân rất được nhiều người thương mến, dễ gần, gia đình hạnh phúc, xã hội được tốt đẹp hơn.